Thưa quý vị, Shakespeare's Club tổ chức lưu diễn Hamlet trên toàn thế giới nhân dịp kỷ niệm 450 ngày sinh của William Shakespeare. Tin từ London, 450 năm sau khi nhà soạn kịch nổi tiếng nhất nước Anh chào đời, nhà hát Shakespeare Club đã tổ chức một dự án điên rồ nhất thế giới, đó là lưu diễn vở kịch Hamlet trong vòng 2 năm tại tất cả các quốc gia trên trái đất. Dự án nói trên đã chính thức được bắt đầu vào ngày thứ Tư vừa qua với nhóm diễn viên tham gia bao gồm 16 người cả nam và nữ. Theo đạo diễn của vở kịch Bill Buzzard cho biết, chuyến lưu diễn nói trên sẽ được thực hiện tại tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những vùng lãnh thổ xa xôi nhất. Vở kịch Hamlet đã bắt đầu được công diễn từ những năm 1600 và là một tấn bi kịch miêu tả sự điên cuồng cùng với những điểm tối trong linh hồn của con người. Đây không phải là lần đầu tiên một vở kịch của Shakespeare được tổ chức biểu diễn trước toàn thể khán giả quốc tế. Trong vòng 6 tuần của lễ hội Shakespeare vào năm ngoái, 37 tác phẩm của đại văn hào này đã được biểu diễn với 37 thứ tiếng khác nhau để phục vụ cho 110.000 khán giả. Lần này, vở kịch nói trên sẽ chỉ được biểu diễn bằng tiếng Anh, có kèm theo chú thích. Tuy nhiên, bất chấp những rào cản về ngôn ngữ, các thành viên trong đoàn kịch vẫn tỏ ra tự tin về thành công của chuyến lưu diễn đặc biệt này. Chuyến lưu diễn đã được mở đầu ngay tại nhà hát Globe và dự kiến là cũng sẽ kết thúc tại đây với một buổi biểu diễn vào ngày 23 tháng 4 năm 2016. Ở những nơi khác trong thành phố London, lễ kỷ niệm lần thứ 450 ngày sinh của William Shakespeare còn được tổ chức tại Thư viện Guildhall, nơi mà nam diễn viên người Anh Damian Lewis, là ngôi sao của loạt phim truyền hình nổi tiếng Homeland, đã mở màn cho một buổi ngâm thơ của Shakespeare.